Địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 51 Xin mời mở bản kinh ra Phần khoa chú Nguyễn Trung Phần khoa chú Nguyễn Trung trang 70 Phẩm thứ bảy lợi ích cả kẻ còn người mất Mời xem kinh văn Nhĩ thời địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Ngã quán thị diêm phụ đề chúng sanh Cử tâm động niệm Vô phi thị tội Thoát hoạch thiện lợi Đa thoái sơ tâm Nhược ngộ ác duyên Niệm niệm tăng ích Thị đẳng bối nhân Như lữ nê đồ Phụ ư trọng thạch Tiệm khốn tiệm trọng Túc bộ thâm thúy Chúng ta xem đoạn này Đoạn này Cũng là phần quan trọng Trong bộ kinh này Đặc biệt hiện nay Là tháng 7 Dân gian đều biết về những pháp sự siêu độ này. Pháp sự siêu độ là bắt nguồn từ đâu? Căn cứ vào lý luận nào? Ở trong đoạn kinh văn này cũng sẽ nói cho chúng ta biết rất rõ ràng. Vừa mở đầu bản kinh là Bồ Tát Địa Tạng đã nói một đoạn với Đức Phật thích Ca Mâu Ni. Đây là những tình trạng sự thật mà ngài nhìn thấy ở thế gian trong khi độ hóa chúng sanh. Nghiêm phù chúng sanh, đây là nói địa cầu này của chúng ta cử tâm động niệm chính là khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm không chi là không phải tội bồ tát địa tạng nói câu này có hơi quá hay không chúng ta hãy nghiêm túc bình lặng mà tư duy xem khởi tâm động niệm có phải là tội hay không phật nói ra bộ kinh này bộ kinh này là nói ở trên hội phương đẳng vào thời đó ba nghìn năm trước bồ tát nói câu nói này thực sự sẽ khiến chúng ta hoài nghi nếu như nói câu này ở thế gian ở thời hiện đại thì chúng ta sẽ rất đồng ý thực sự là khởi tâm động niệm không gì là không phải tội thế nhưng ý của bồ tát rất sâu Vì sao chị? Khởi tâm động niệm chính là tội. Lời này nói ra rất khó hiểu. Ở trên quả địa Như Lai. Ở pháp thân đại sĩ. Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân, chúng ta gọi là Bồ Tát sơ trụ viên giáo các ngài có còn khởi tâm động niệm hay không không còn ý nghĩa này nếu các chị nghe hiểu thì bạn sẽ hiểu được khởi tâm động niệm liền rơi vào trong thập pháp giới cho nên tiêu chuẩn về tội ngài đặt rất cao Tiêu chuẩn đó là ranh giới giữa nhất chân pháp giới và thập pháp giới. Nếu bạn rơi vào thập pháp giới, như vậy là bạn có tội rồi. Thành văn duyên giác Bồ Tát và Phật, Phật thông giáo, Phật tạng giáo ở trong thập pháp giới. Cho nên khởi tâm động niệm là gì? Là đã biến chân tâm, chân tánh của bạn thành thức rồi. Tiêu chuẩn tu hành ở trong tông pháp tướng là chuyển thức thành trí chuyển tám thức thành bốn trí khởi tâm động niệm là chuyển bốn trí thành tám thức rồi đây là tội đây là nói từ trên tiêu chuẩn này tiêu chuẩn của thế gian chúng ta ngày nay thì thấp hơn nữa rồi tiêu chuẩn của thế gian ngày nay là gì là tiêu chuẩn của ba đường ác khi khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp của ba đường ác đương nhiên ý này của bồ tát địa tạng thật sự là chỉ tiêu chuẩn của ba đường ác thật sự là chỉ cho điều này là phân biệt chấp trước nghiêm trọng phân biệt chấp trước ở trong thập pháp giới rất mỏng rất thưa thớt còn phân biệt chấp trước ở trong lục đạo là nghiêm trọng nhất là chúng sanh trong đường ác phật ở trên kinh đại thừa nói cho chúng ta biết nghiệp nhân của thập pháp giới đây là điều mà người thật sự muốn học phật nhất định phải hiểu cho thật rõ ràng thật minh bạch thường xuyên dùng những lời giáo huấn này của phật đà để trắc nghiệm mình xem xem công phu của chúng ta có đắc lực hay không chúng ta tu học có gì lệch lạc hay không có gì sai lầm không dùng những lời giáo huấn này để kiểm điểm để khảo sát giống như đọc sách vậy phải thường xuyên kiểm tra xem thành tích của mình phật nói cho chúng ta biết nghiệp nhân của thập pháp giới đương nhiên nghiệp nhân này vô cùng phức tạp ở trong phức tạp luôn luôn có một nhân tố quan trọng nhất chúng ta gọi là nhân tố đứng đầu phật nói cho chúng ta biết nhân tố đứng đầu ở trong thập pháp giới này nhân tố đứng đầu để phật thành phật là bình đẳng phật là tâm bình đẳng nhìn chúng sanh bình đẳng nếu như có phân biệt thì không bình đẳng rồi cho nên phật nhìn tận hư không khắp pháp giới tuyệt đối không có phân biệt đó là một thể tâm bình đẳng là nhân tố đứng đầu để thành phật tâm bồ tát là tâm lục độ khởi tâm động niệm có thể tương ưng với lục độ thì người này là Bồ Tát. Tâm duyên giác là 12 nhân duyên. Niệm niệm tương ưng với 12 nhân duyên. Đây là Bích chi Phật. Niệm niệm tương ưng với tứ đế là thanh văn. Đây đều là nói nhân tố đứng đầu. Niệm niệm tương ưng với thập thiện Tứ vô lượng tâm Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xã Đây là thiện đạo ở trong lục đạo Tại vì sao được sanh thiên Thập thiện thượng phẩm Và phải có đầy đủ tứ vô lượng tâm Hạ người này sanh thiên vào trong cõi người được thân người là tương ưng với ngũ giới. Chúng ta ngày nay được thân người là do trong đời quá khứ tu hành tương ưng với ngũ giới. Vậy là được thân người. Ba đường ác Nếu như tương ưng giới, tâm tham thì đây là cõi ngạ quỷ Tương ưng với sân hận là Cõi địa ngục Tương ưng với ngu si Thì là cõi súc sanh Ở trong thập pháp giới Trong đây còn có một cõi Atula Tu la tương đối đặc thù Tu la là tu thiện cũng tu thập thiện thượng phẩm nhưng không có tứ vô lượng tâm mà là cống cao ngã mạn tâm đố kỵ rất nặng tâm háo thắng rất mạnh họ cũng tu thập thiện thượng phẩm loại người này là nhân tu la đều là tội không gì không phải là tội chúng ta thử nghĩ chúng ta khởi tâm động niệm là tương ưng với cái nào ở trong đời sống thường ngày nếu như chúng ta thật bình lặng mà quan sát tư duy cảm thấy mình khởi tâm động niệm tương ưng với pháp nào thì tương lai sẽ đi thọ xanh vào trong cõi đó Bạn đến đầu thai ở cõi nào Nói lời thành thật Không có người nào Có thể ép buộc bạn Không có Hoàn toàn là do tự mình tạo tác Tự mình cảm thọ Ở trong đây không có người khác Thay bạn làm chủ tể Thượng đế cũng không thể làm chủ được Vua Diêm La cũng không thể làm chủ được Phật Bồ Tát vẫn là không thể làm chủ như thường Ai làm chủ vậy? Tự mình làm chủ Tức là bạn khởi tâm động niệm Tương ưng với Pháp nào Đây là điều chúng ta không thể không biết chúng ta nắm vững được nguyên tắc này mỗi ngày cởi tâm động niệm chính mình biết rất rõ ràng biết ý nghĩ của mình rơi vào trong cõi nào vậy người này là người giác ngộ người sáng suốt nếu như chúng ta muốn đi về cõi thiện thuần thiện chí thiện là hai đường phật bồ tát này nếu muốn làm phật bồ tát thì bạn nhất định phải tu thanh tịnh bình đẳng giác dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để tu lục độ khởi tâm động niệm tương ưng với cái này thì nơi bạn về là cõi phật bạn không có đi sai đường nếu như chúng ta khởi tâm động niệm tương ưng với tham sân si thì nơi bạn đến là ác đạo là tam đồ phật đã nói ra chân tướng của vũ trụ nhân sanh cho chúng ta biết bản thân chúng ta đi về cõi nào ngài không thể quản được ngài không có năng lực để hạn chế chúng ta cho nên trên kinh đại thừa mới nói phật tự mình nói phật không độ chúng sanh lời này là thật chứ không phải là giả chúng sanh được độ là ai độ họ vậy tự mình ngộ tự mình độ phật chỉ là làm tăng thượng duyên cho bạn mà thôi cho nên phật pháp là sư đạo phật bồ tát là lão sư của chúng ta là giống như thầy ở trong trường thế gian vậy thầy có thể dạy cho chúng ta giảng những đạo lý này cho chúng ta nghe chúng ta hiểu rõ rồi giác ngộ rồi dạy cho chúng ta phương pháp chúng ta phải tự mình làm mới có thể được thành tích tốt cho nên thành tích tốt hay xấu không có liên quan gì đến thầy cả lão sư có từ bi đi nữa yêu thương chúng ta đi nữa cũng không thể nâng cao thành tích của chúng ta lên được phải dựa vào sự nỗ lực của mình cùng một đạo lý như vậy chúng ta học phật tương lai muốn đến pháp giới nào muốn được kết quả ra làm sao hoàn toàn phải dựa vào chính mình cho nên sự khác biệt giữa người học phật với người không học phật là rất lớn người không học phật không hiểu rõ đạo lý này không biết cách tu như thế nào làm nhiều việc thiện đây là việc mà hầu hết người thế gian hiện nay rất tôn sùng Nhà đại từ thiện Làm nhiều việc thiện Nếu như làm nhiều việc thiện Cộng thêm cái tâm háo thắng Muốn có danh Ở trong xã hội Họ muốn có địa vị Muốn mọi người tôn trọng họ Khen ngợi họ Nếu có ý nghĩ này ở trong đó Thì chúng ta biết Quả báo của họ là ở cõi Atula Xem phước họ tu lớn hay nhỏ Nếu phước lớn thì làm Atula ở cõi trời Thấp hơn một bậc thì làm Atula ở cõi người Thấp hơn nữa là Atula trong cõi ngạ quỷ súc sanh cho nên chỉ có tiếp nhận lời giáo huấn của phật biết được những chân tướng sự thật này đoạn ác tu thiện và không chấp trước tâm địa bình an điều hòa dùng cách nói của người hiện nay là vĩnh viễn duy trì ở biên độ thấp như vậy mới tốt hướng bạn đi là bồ tát đạo phật bồ tát đối với bất kỳ người nào cũng khiêm tốn cung kính khiêm tốn cung kính đối với người thiện và cũng khiêm tốn cung kính đối với người ác đạo lý này chúng ta nhất định phải biết Gần đây chúng ta đang học tập Hoa Nghiêm Bộ kinh lớn này có thể nói là Đã nói tận hư không khắp pháp giới rồi Hết thảy Tất cả loài chúng sanh Không bỏ sót loài nào Đến phần cuối cùng của Kinh Phật quy kết Về Thập Đại Nguyện Dương Tổng kết thành 10 cương lĩnh Cho nên triển khai Thập Đại Nguyện Dương Chính là toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm câu động đến cuối cùng chính là Thập Đại nguyện dương. Cho nên nếu bạn chân thật hiểu nghĩa thú và phương pháp tu học chứa đựng trong 10 nguyện mà bạn không hiểu toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm thì làm sao bạn có thể biết được? Làm sao bạn biết tu học đó là tổng cương mục. Nhưng tổng cương mục này nếu chúng ta đơn giản hóa nó nữa, chúng tôi đưa ra hai mươi chữ chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên niệm phật. Các chị thử nghĩ xem. Hai mươi chữ này có tương ưng Với thập đại nguyện dương hay không? Sau đó chúng ta tu hành dũng công Mới thật sự nắm vững được yếu lĩnh Chúng ta tu là cái gì? Khởi tâm động niệm Tương ưng với hai mươi chữ này Những ý nghĩ nào không tương ưng Thấy đều điều chỉnh trở lại Niệm niệm đều tương ưng Vì chúng ta biết hướng chúng ta đi là Bồ Tát Đạo rồi Hướng chúng ta đi là con đường thành Phật Hòa nghiêm đến cuối cùng, quy kết về tây phương tịnh độ. Thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Hai mươi chữ này của chúng ta cuối cùng là quy kết về niệm phật. Cho nên ở trong pháp hạnh càng đơn giản thì càng thuận tiện. giải phải sâu rộng phát hành phải chuyên nhất thì công phu mới đắc lực hiện nay có rất nhiều đồng tu người tu hành tốt thường hay nói với tôi là công phu không đắc lực rất muốn được công phu đắc lực tại vì sao công phu không đắc lực vậy bạn phải biết nguyên nhân nhân tố không đắc lực chính là chúng ta khởi tâm động niệm không tương ưng Vẫn cứ là Tham sân si mạng Thì làm sao mà tương ưng được chứ Đạo lý là ở chỗ này Nguyên nhân là ở chỗ này Ở đây mấy câu nói Ở phía sau của Bồ Tát nó rất hay Thoát hoạch thiện lợi Đa thoái sơ tâm thoát là thoát khỏi khổ ba đường ác bồ tát giáo hóa chúng sanh ở trong lục đạo các vị nên biết giáo hóa chúng sanh ở trong đường ác đều gọi là địa tạng bồ tát bồ tát quan âm vào ác đạo giáo hóa chúng sanh bồ tát văn thù vào trong ác đạo giáo hóa chúng sanh thì đều gọi là Bồ Tát Địa Tạng Cho nên danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng Hoàn toàn không phải chuyên chỉ cho một người nào Người học Phật chúng ta hiện nay là rất chấp trước Bồ Tát Địa Tạng nhất định không phải là Bồ Tát Quan Âm Là giống như thầy giáo trong trường học chúng ta vậy Thầy này dạy quốc văn Thầy quốc văn tuyệt đối không phải là thầy anh văn đâu biết được ở trong lớp này thầy dạy quốc văn còn dạy thêm anh văn ở lớp bên cạnh nữa chúng ta hiểu sai rồi cho nên nếu bạn thật sự thông đạt hiểu rõ biết là chỉ một người nhưng có đủ hàm cấp danh hiệu của hết thảy bồ tát hết thảy bồ tát đều là họ họ ở trong trường hợp nào thì chúng ta liền xưng gọi họ là bồ tát trong trường hợp đó Chư Phật Như Lai cũng là như vậy Đây là nói Ngài giáo hóa những chúng sanh này Ở trong ba đường ác Khó khăn lắm mới khiến cho họ tỉnh ngộ trở lại Loại tỉnh ngộ này Một loại là Do phương tiện thiện, thiện xảo trong việc dạy học Của Bồ Tát còn một loại khác nữa là do chúng sanh có thiện căn nếu như không có thiện căn thì bồ tát đối với họ cũng đành bó tay nói như thế nào họ cũng không tin họ không thể tiếp nhận họ còn bài xích người có thiện căn bạn vừa nói ra họ nghe xong đồng ý cảm thấy có đạo lý họ tin bạn người thiện căn sâu dày họ có thể y giáo phụng hành cho nên nhất định phải có thiện căn Bồ Tát độ chúng sanh Ở trong ác đạo đều là người thiện căn rất sâu dày Những người này Quay đầu hướng thiện Một niệm tâm quay đầu như vậy Liền thoát khỏi ác đạo Lìa khỏi ác đạo Phần lớn là đến cõi trời người Đến cõi nhân gian nhiều Còn về cõi trời là thiểu số Giả lại về cõi trời Phần lớn là về trời tứ vương Và trời đau lợi Sanh về cõi nhân thiên Đây là việc thiện lợi Họ đạt được thiện lợi rồi Nhưng sau khi vừa sanh về nhân thiên lại thối tâm, thối chuyển Lại mê hoặc rồi Không những mê hoặc Nhược ngộ ác duyên niệm niệm tăng ít Ít là nhiều thêm Chúng ta thử xem hoàn cảnh xã hội hiện nay Những gì mà sáu căn tiếp xúc Đều là ác duyên Mình từ vô thủy kiếp đến nay Tập khí viền não rất nặng Là nhìn thấy bên ngoài Đủ thứ ác duyên cám dỗ này Niệm niệm tăng ít Chính là lại tạo tội nghiệp rồi mấy câu nói này thật sự là miêu tả một cách tường tận hiện tượng xã hội hiện nay của chúng ta miêu tả quá rõ ràng quá minh bạch bản thân chúng ta sống ở trong hoàn cảnh này mà không biết cho nên mấy câu kinh văn này chúng ta phải đặc biệt nhớ kỹ nó từng giây từng phút nghĩ đến lời giáo huấn của bồ tát chúng ta thực sự là sống trong hoàn cảnh này nếu như không có sự cảnh giác cao độ tuy đời này duyên rất thù thắng được thân người gặp được phật pháp tuy duyên thù thắng nhưng quả báo tương lai không thù thắng e rằng vẫn phải bị đọa tam đồ trở lại muốn được thân người cũng không chắc lắm nếu bạn muốn đời sau được thân người bạn thử nghĩ xem bạn có làm được ngũ giới thập thiện hay không Ngũ giới thập thiện Tự mình bình lặng khách quan mà quan sát Ngũ giới thập thiện chúng ta Có thể đạt được 80 điểm Thì đời sau được thân người là không có vấn đề gì Nếu như ngũ giới thập thiện Có thể đạt được trọn vẹn thì đời sau nhất định sẽ sanh thiên. Nếu như ngũ giới thập thiện ngay cả 50 điểm cũng không đạt được thế thì nguy hiểm rồi. Đi vào ba đường ác rồi. Hầu hết người thế gian chúng ta nói con người chết rồi đi làm quỷ. Ở trong lục đạo tại vì sao người chết nhất định sẽ làm quỷ vậy? Tại vì sao không nói người chết rồi sẽ trở lại làm người Người chết rồi sẽ sanh thiên Vì sao không nói như vậy Mọi người đều khẳng định Người chết rồi đi làm quỷ Cách nói này cũng không phải không có đạo lý Còn hỏi quỷ Tâm tham nặng Tâm đố kỵ nặng Chúng ta thử xem có người nào không có tâm tham Khởi tâm động niệm đều là tham người thế gian ham muốn ngũ dục lục trần thế gian hiện nay đặc biệt là tham tiền của người học phật trong đó vẫn có tham tham phật pháp các vị nên biết tham phật pháp vẫn phải biến thành ngạ quỷ không phải nói chúng ta đổi đối tượng của tham một chút là được không được phật là dạy chúng ta đoạn tâm tham chứ không phải dạy chúng ta đổi đối tượng tham tham phật pháp vẫn phải biến thành ngạ quỷ chỉ là tương đối có chút phước báo ở trong cõi quỷ mà thôi lý sự đều phải sáng tỏ đều phải hiểu rõ sau đó mới biết mình hiện nay đời này là đi về cõi nào đoạn này dưới đây là thí dụ thị đẳng bối nhân chính là chỉ những chúng sanh tạo tác tội nghiệp này đời trước tiếp nhận lời giáo huấn của phật bồ tát vừa chuyển qua đời này thì đã quên hết sạch sẽ chuyện đời trước rồi trong đời này chưa chắc có thể gặp được pháp duyên chưa chắc có thể tiếp tục tu học tiếp được phần lớn đều là thói chuyển cho nên những người này như lữ nê đồ phụ ư trọng thạch đây là nêu ra thí dụ nói những người này giống như là đang đi trong đầm lầy vậy việc đó rất đáng sợ rất nguy hiểm nếu không cẩn thận sẽ lún sâu dưới dũng lầy không những đi vào đường nguy hiểm Mà còn mang thêm đá nặng Hay nói cách khác Là càng đọa lạc nhân thêm Tiệm khốn tiệm trọng Túc bộ thâm thúy Đây là sau khi Rơi xuống bạn không có cách gì thoát ra được rơi vào trong dũng lầy chúng ta biết điều này vô cùng nguy hiểm bởi vì rơi vào trong dũng lầy thì không thể nhúc nhích được còn đáng sợ hơn bị rơi xuống nước ở dưới nước bạn có thể bơi được động đậy được còn ở trong dũng lầy thì không thể nhúc nhích được rồi Nhược đắc ngộ tri thức Thế giữ giảm phụ Hoặc toàn giữ phụ Thị tri thức hữu đại lực cố Phục tương phù trợ Biến lệnh lao cước Nhược đạt bình địa Tu tỉnh ác lộ vô tái kinh lịch Từ thí dụ này chúng ta quay lại bàn luận sự việc nếu như người này họ có duyên gặp được thiện tri thức tri thức mà chỗ này nói chính là bồ tát có duyên gặp được phật bồ tát phật bồ tát giúp đỡ bạn điều này là nói từ thí dụ hoặc là giúp đỡ bạn giảm bớt gánh nặng cho bạn hoặc là hoàn toàn đón nhận hết gánh nặng của bạn đây đều là thí dụ nói vị tri thức này có sức rất khỏe mạnh họ có năng lực có sức mạnh này sức rất khỏe mạnh là chỉ cái gì trong phật pháp gọi là ngũ căng ngũ lực tính tấn niệm định huệ thiện tri thức là người có sức rất khỏe mạnh này đến hướng dẫn cho bạn giúp đỡ bạn khuyến lệnh lao cước khuyên bạn đứng vững điều kiện để gặp thiện tri thức chính là có thiện tâm thiện niệm trong phật pháp đại thừa thường nói trong cửa Phật không bỏ một ai Cho nên nếu thiện tâm thiện niệm Sanh khởi lên Thì có thể cảm động Phật Bồ Tát Cảm ứng đạo giao Không thể nghĩ bài Lao cướp là tỷ dụ cho thiện tâm không thối chuyển chính là chân của bạn đứng vững vàng nhược đạt bình địa bình địa chính là siêu sanh là tỷ dụ cho hai cõi nhân thiên Đại sư Thiên Thai Giảng giải cho chúng ta biết Thập Pháp Giới Ngài nói rất khéo léo tài tình Triển khai Thập Pháp Giới Thành một trong Pháp Giới Trong mỗi một Pháp Giới Đều có đầy đủ 10 Pháp Giới cho nên gọi là bách giới trong kinh pháp hoa nói mỗi pháp giới có thập như thị trăm pháp giới có nghìn như thị tông thiên thai gọi là trăm pháp giới nghìn như thị bách giới thiên như là nói chân tướng của vũ trụ dân sanh Chúng ta ngày nay ở Pháp giới người Trong Pháp giới người có 10 Pháp giới Như lời Phật dạy Chúng ta khởi tâm động niệm Tương ưng với tự tánh bình đẳng Thì chúng ta chính là Pháp giới Phật Khởi tâm động niệm Tương ưng với lục độ Thì chúng ta chính là Pháp giới Bồ Tát cho nên khởi tâm động niệm đều là tham sân si mạng đây là pháp giới của ba đường ác tuy hiện nay chúng ta vẫn còn ở cõi người nhưng việc bàn tạo tác là nghiệp nhân của ba đường ác tương lai nhất định sẽ vào ba đường ác điều này là giống như chúng ta hiện nay đã bị rơi vào trong dũng bùng vậy gặp được thiện tri thức gặp được phật Bồ Tát phật Bồ Tát nói ra chân tướng sự thật này chúng ta giác ngộ rồi giác ngộ rồi thì nhanh chóng quay đầu chân bước vững vàng khởi tâm động niệm tất cả tạo tác Nhất định phải tương ưng với ngũ giới thập thiện Tứ vô lượng tâm Đây chính là chân vững vàng Đây chính là Đi trên đất bằng phẳng Hai câu nói sau cùng này nói rất hay Tu tỉnh ác lộ vô tái kinh lịch Ác lộ là con đường đi đến cõi ác Chính là tham sân si mạng Đây là con đường đi đến cõi ác Không nên đi lại nữa Nếu đi lại nữa thì không ai có thể giúp được khởi tâm động niệm Có thể tương ưng với A-di-đà Phật Đây là con đường thành Phật Làm thế nào mới có thể tương ưng với A-di-đà Phật? Dùng tâm bình đẳng Niệm câu Phật hiệu này là tương ưng ngay Tâm bình đẳng chính là tâm thanh tịnh cho nên đường chủ của niệm phật đường thường hay nhắc nhở mọi người buông xả vạn duyên buông xả thân tâm thế giới xuống trong thế gian này người tốt cũng có người xấu cũng có tất cả đều không liên quan gì đến ta ta thấy được như mù nghe cũng như điếc chỉ dùng một tâm thanh tịnh bình đẳng để niệm a di đà phật như vậy thì con đường bạn đi là con đường thành phật nhất định không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng thì bạn sẽ thành công kinh hoa nghiêm thật sự là pháp bảo vô thượng chúng ta xem thấy trong kinh hoa nghiêm đủ thứ hiện tượng trong thế gian đều là do chư phật như lai biến hiện ra có phải là thật hay không hoàn toàn là thật không phải giả chút nào cho nên chúng ta đối với mọi người, mọi sự, mọi vật dùng tâm gì để nhìn vậy? Nhìn bằng tâm thanh tịnh, bình đẳng, tất cả đều là chư Phật, Bồ Tát thị hiện. Phàm phu chỉ có mỗi một mình ta. Chỉ một mình ta là phàm phu. Lời nói này rất có đạo lý. khẳng định là chư phật như lai thị hiện tại vì sao có thể khẳng định như vậy trên hoa nghiêm nói duy tâm sở hiện tâm chính là chân như bổn tánh tâm chính là pháp thân viên mãn trên kinh mọi người thường hay đọc niệm là thanh tịnh pháp thân thanh tịnh pháp thân biến hiện ra cảnh giới đây chính là chư phật như lai ứng hóa cần dùng thân gì độ được các ngài liền hiện thân đó cho nên hết thảy thị hiện là để độ mỗi một bình ta đến khi nào ta hiểu rõ giác ngộ trở lại rồi nhìn thấy chúng sanh trên đại địa thấy đều là chư phật như lai như vậy thì mình thành phật rồi mắt phật nhìn tất cả chúng sanh đều là phật mắt bồ tát nhìn chúng sanh đều là bồ tát mắt phàm phu nhìn chư phật bồ tát đều là phàm phu trong hoa nghiêm nói một tức tất cả tất cả tức một bạn hôm nay khởi lên ý nghĩ gì thì bạn chính là ở pháp giới đó chúng ta hiểu rõ đạo lý này hiểu rõ sự thật này mới biết được mình cần phải tu như thế nào làm thế nào để thành tựu bồ đề vô thượng của chính mình đây là phương pháp tuyệt diệu để tu hành chứng quả khiến cho chính mình ở trong tất cả cảnh duyên chân thật thành tựu tâm thanh tịnh chân thật thành tựu bình đẳng giác cho nên đủ dạng thể hiện đủ thứ tạo tác của tất cả chúng sanh chúng ta không nên để ở trong tâm nên phải biết mình cần phải làm như thế nào chúng ta nên biết đủ dạng thị hiện đều là để độ chính mình, đều là khiến cho cái tâm này của mình bình ổn lại ở trong tất cả cảnh giới. Chúng ta nhìn thấy bất bình thế là chính chúng ta vẫn còn phiền não, vẫn còn tập khí, vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Là lỗi ở chính mình. Tất cả mọi cảnh duyên sau khi chúng ta tiếp xúc rồi, tâm là bình lặng. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Vào lúc này Bạn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Sẽ sanh trí huệ Thanh tịnh bình đẳng giác Hiện tiền Tu tỉnh ác lộ vô tái kinh lịch Tám chữ này là hết lòng, hết dạ rồi Chúng ta cần phải thể hội cho được Xem tiếp Kinh Văn dưới đây Thế Tùng tập ác chúng sanh Tùng tim hào gian tiện chí vô lượng Tập là tập tánh người bình thường chúng ta gọi là thói quen tập khí từ vô thủy kiếp đến nay tập khí ác nhiều còn tập khí thiện thì ít nếu như tập khí thiện nhiều họ khởi tâm động niệm tất cả tạo tác tự nhiên sẽ tương ưng với thiện Tại vì sao tất cả tạo tác của chúng ta tương ưng với ác vậy? Là tập khí ác quá nặng Khởi tâm động niệm Tùng tim hào gian Tiện chí vô lượng Đây là bị duyên ác bên ngoài ảnh hưởng Trong chú giải của Ngài cũng chú giải rất hay Ác tập là chỉ cho hạt giống Tập ác là chỉ cho hiện hành Cách đói này cũng rất hay Trong chúng ta có hạt giống ác tập Tập khí từ vô thủy kiếp đến nay Gặp phải duyên ác bên ngoài Họ liền khởi hiện hành ngay Khởi hiện hành liền tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Sự việc này vô cùng đáng sợ Cho nên đọa lạc vào trong tam độ ác đạo Thì không dễ gì thoát ra được thị chư chúng sanh hữu như thử tập lâm mệnh chung thời phụ mẫu quyến thuộc nghi vi thiết phước dĩ tư tiền lộ đây là nói đến tu phước người thân quyến thuộc phải làm thế nào để giúp đỡ họ lúc họ còn sống khuyên nhủ họ họ không chịu quay đầu chúng ta biết được họ nhất định sẽ đọa ác đạo là giống như bà la môn nữ và quan mục nữ ở phía trước đây là tạo nên mô phạm làm nên tấm gương cho chúng ta khi người thân quyến thuộc tạo tác tội nghiệp đọa lạc đường ác phải làm thế nào Cần phải tạo phước cho họ Tư là giúp đỡ Hy vọng có thể Có sự giúp ích Cho tiền đồ của họ Người chân thật Có thể giúp được Xin thưa với các vị Chỉ có Phật Bồ Tát ngoài chư phật bồ tát ra thì quá khó quá khó rồi ai có thể giúp đỡ được chứ phía dưới đây là dạy cho chúng ta phương pháp tu phước phương pháp tu phước nhiều vô cùng chỗ này chỉ đeo ra vài thí dụ hy vọng chúng ta có thể từ trong những thí dụ này có thể nghĩ đến rất nhiều phương pháp và lý luận tu phước khác nghe một biết mười hoặc huyền phan cái cập nhiên du đăng hoặc chuyển đọc tôn kinh hoặc cúng dường phật tượng cặp chư thánh tượng nảy chí niệm phật bồ tát cặp bích chi phật danh tự nhất danh nhất hiệu lịch lâm chung nhân nhĩ căn hoặc văn tại bổn thức thị chư chúng sanh sở tạo ác nghiệp kế kỳ cảm quả tất đọa ác thú duyên thị quyến thuộc Vị lâm chung nhân tu thử thánh nhân Như thị chúng tội tất giai tiêu diệt Những gì trên kinh nói Dường như rất dễ dàng Sự việc này làm được rất dễ dàng Có thể có hiệu quả lớn như vậy sao? Như thị chúng tội tất giai tiêu diệt Có thể có được hiệu quả lớn như vậy không? Người hiện nay đọc xong Không có người nào không hoài nghi Chúng ta cũng hoài nghi Nguyên nhân của hoài nghi Là chưa có thật sự hiểu Đối với những gì đã miêu tả trong đoạn kinh văn này nếu như thật sự hiểu rồi thì bạn sẽ không còn hoài nghi nữa nhân tố thứ nhất là phải có chánh pháp trụ thế chánh pháp không còn nữa chỉ còn hình tượng này hình tượng không có tác dụng hình thức không có tác dụng gì như vậy thì những tội đó không thể tiêu diệt nổi rồi người xuất gia chúng ta không có kiên kỵ gì phải nói lời chân thật có một số người xuất gia bạn xem hàng ngày siêu độ thay cho người khác cuối cùng mình chết rồi vẫn bị đọa ác đạo bạn thử nghĩ xem họ có thể độ người khác được không đây chẳng phải là bằng chứng hiển nhiên bày ngay trước mắt hay sao chính mắt chúng ta xem thấy Người xuất gia lúc sắp mạng chung mê quạt điên đảo Tướng đó xấu vô cùng Không phải là tướng lành Chẳng phải họ hàng ngày treo phan lọng Thắp đèn dầu đọc kinh mỗi ngày hay sao? Ngày hôm kia cư sĩ Lý Mộc Nguyên báo cáo Nói với chúng tôi có một vị xuất gia Mỗi ngày thức dậy Từ lúc 12 giờ khuya Tụng kinh mãi cho đến trời sáng Kinh gì cũng tụng Đến cuối cùng lúc lâm chung Người ta bảo thầy niệm a di đà Phật Thầy liền dung nắm tay lên Đi trong trạng thái mê hoặc điên đảo Cho nên chỗ này Điều kiện thứ nhất là chánh pháp trụ thế mới có hiệu quả này Chánh pháp không còn nữa Làm ra vẻ hình thức như thế này Thì không có hiệu quả gì rồi Trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Thường nói với chúng tôi Không sợ không có chùa Chỉ sợ không có đạo Không có chùa, không có sao cả Chỉ cần có đạo Đều có thể siêu độ được Thật sự có thể siêu độ được Chúng ta xem thấy Ở trong ảnh trần hồi ước lục Của Lão Pháp Sư Đàm Hư Cái đoạn 8 năm lặng lẽ đọc lăng nghiêm đó Người ta không có chùa Nhưng người ta có đạo Thì có thể siêu độ Phải biết được ý nghĩa của treo phan lộng là gì phan là cờ xí sí ở trong phật môn có dụng ý gì là thu hút đại chúng đến nghe kinh nghe pháp cộng tu là có cái ý nghĩa này Phần trước chúng ta đã từng đọc thấy Tôi có đặc biệt bảo cho các đồng tu lưu ý Trên tràng phan bảo cái Tuyệt đối không được phép dùng danh hiệu Của Phật Bồ Tát Không được phép dùng hình tượng Phật Bồ Tát Vì sao vậy? Đây là đồ cúng Là đồ cúng dường Không được phép dùng Phật Bồ Tát Để cúng dường Phật Bồ Tát Vậy thì ra cái hệ thống gì nữa chứ? Chúng ta có treo tràng phan Bên cạnh Bồ Tát Địa Tạng Trên đại điện Trên tràng phan cũng viết là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Đó cũng là dùng Bồ Tát Địa Tạng Để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng Chúng ta phải sửa lại Người khác thì không thể nói Cho nên tràng phan bảo cái Không theo danh hiệu Phật Bồ Tát Phải biết đây là đồ cúng dường chúng ta nếu cúng dường là dùng tâm thành kính của chính mình để cúng dường như vậy mới tốt không có chánh pháp bạn chọn tràn phan bạo cái đó chỉ là hình thức không có nội dung giống như niệm phật đường hiện nay của chúng ta Đây là cần phải treo phan lộng Trong giảng đường treo tràng phan Báo hiệu cho biết hôm nay giảng kinh Trong quá khứ để là thông điệp Thông báo với mọi người Đạo tràng này của chúng tôi hôm nay có giảng kinh Trên cầu cờ của chúng ta Có treo ký hiệu này Người ta chỉ nhìn thấy liền biết hôm nay đạo tràng này có giảng kinh Có cộng tu Phan là cộng tu Hiện nay Nó chỉ còn là quá khứ Bởi vì Đô thị đều là nhà cao tầng sang sát nhau Bạn treo cờ xí ở đó Người bên ngoài không thể nhìn thấy được Hiện nay chúng ta dùng báo chí quảng cáo Dùng điện thoại để truyền đạt Đây chính là ý nghĩa Của tràng phan cái là bảo cái bên là vật treo trên đỉnh tượng phật ý nghĩa tượng trưng của nó là phòng ngừa ô nhiễm chúng ta ngày nay gọi là bảo vệ môi trường dùng phương pháp gì để phòng ngừa ô nhiễm vậy dùng giảng kinh thuyết pháp Giảng kinh thuyết pháp Chính là phòng ngừa ô nhiễm Từng giây từng phút nhắc nhở bạn Giúp bạn giác ngộ Cho nên bạn phải hiểu được ý nghĩa Phải thật sự làm Từ đó cho thấy Treo phan là để đề sướng cộng tu Treo tràng chính là giảng kinh thuyết Pháp Danh phù hợp với thực Nhiên đăng Nhiên đăng là biểu thị điều gì? Xả mình vì người Đốt cháy chính mình Để soi sáng cho người khác Dùng cách nói hiện nay là hy sinh phụng hiến Đem lại lợi ích cho chúng sanh Vậy bạn chân thật là thấp đèn Phải biết được hết thảy đều là biểu pháp mọi người không hiểu được ý nghĩa này cách biểu thị này của bạn không có ai hiểu không có ai biết vì nó có tác dụng gì cho nên nhất định mọi người phải đều hiểu biết muốn mọi người đều hiểu thì nhất định phải đem kinh giáo của phật giảng nói cho thật rõ ràng minh bạch sau đó những hiện tượng này mới có thể sanh ra hiệu quả được hoặc chuyển đọc tôn kinh phía trên dùng chữ chuyển tại vì sao phải chuyển đọc tôn kinh ý nghĩa của chuyển là gì là chuyển đổi ý nghĩ của chúng ta đọc kinh Ý nghĩ của chúng ta đều là ý nghĩ trong lục đạo luân hồi. Tâm luân hồi chuyển trở lại học Phật Bồ Tát. Chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ đề. Chuyển nghiệp luân hồi thành nghiệp Bồ Tát. Học Phật phật không còn ở đời nữa cách học như thế nào vậy chỉ còn dựa theo kinh điển tam bảo khi phật còn tại thế thì tam bảo đầy đủ lấy phật là đệ nhất phật không còn ở đời nữa chỉ còn hình tượng của phật lưu lại thế gian cho chúng ta làm kỷ niệm thì lấy pháp bảo là đệ nhất y giáo phụng hành phải đọc kinh Phải nghiên cứu nghĩa kinh Đọc xong phải hiểu được Hiểu rồi phải làm được Hoặc cúng dường Phật tượng Cập chư thánh tượng Thánh tượng chính là tượng Bồ Tát Cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát Có hai ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất là báo ân giống như người trung quốc trong nhà thờ cúng bài vị tổ tiên vậy thờ cúng cha mẹ tổ tiên đền ân đáp nghĩa là ý nghĩa báo ân phật bồ tát là lão sư của chúng ta niệm niệm không quên lão sư ý nghĩa thứ hai là muốn noi theo người hiện tại ta phải học giống như họ vậy thường xuyên để hình tượng phật bồ tát ngay trước mặt chúng ta nhắc nhở chúng ta ta phải học giống như họ vậy Ta cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm Là ta hy vọng mình sẽ thành Bồ Tát Quan Thế Âm Ta cúng dường A Di Đà Phật Là hy vọng mình thành A Di Đà Phật Phải giống như Ngài vậy Là có cái ý nghĩa này Nãy chí niệm Phật Bồ Tát cập Bích Di Phật danh tự đây vừa là một đoạn vừa là một phương pháp niệm phật niệm danh hiệu bồ tát việc này đơn giản hơn việc trước hàm nghĩa ở trong danh hiệu phật bồ tát sâu rộng vô tận danh hiệu công đức không thể nghĩ bà chúng ta phải biết ý nghĩa hàm chứa trong danh hiệu nhất định phải niệm cho lưu xuất ra tánh đức của mình danh hiệu của phật là danh hiệu của tánh đức danh hiệu của bồ tát là danh hiệu của tu đức tánh tu không hai niệm quan thế âm bồ tát quan thế âm bồ tát là đại từ đại bi niệm danh hiệu này là niệm cho ra cái tâm từ bi của mình vậy thì chính là niệm quan thế âm bồ tát niệm danh hiệu bồ tát địa tạng là niệm cho ra cái tâm hiếu kính của chính mình đây là địa tạng địa tạng là hiếu kính văn thù là trí huệ Phổ hiện là thực hành Là thật làm Cho nên niệm danh hiệu của Bồ Tát Là phải niệm như vậy Như vậy mới thật sự có công đức Danh hiệu của Phật là tánh đức Niệm thích ca mâu ni Phật Thích ca mâu ni Phật là nhân từ thanh tịnh Thích ca là nhân từ Mâu ni là thanh tịnh Niệm niệm Dùng tâm nhân từ Đối đãi với tất cả chúng sanh Ở trong tất cả cảnh duyên Luôn bố thí tâm thanh tịnh Của chính mình Đây là Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Niệm A-di-đà Phật A-di-đà Phật là vô lượng giác giác mà không mê. Giác tâm bất động. Cho nên niệm câu A Di Đà Phật này gọi là nhất tâm xưng niệm. Niệm đến cực điểm thì được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là tâm bất động. Tâm vẫn còn bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Vẫn còn khởi tâm, động niệm Thì đó không phải là A-di-đà Phật Tâm của A-di-đà Phật là tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Không khởi tâm, không động niệm Không có phân biệt, không có chấp trước Thì gọi là A-di-đà Phật Chúng ta có thể biết được cách niệm như vậy Người sắp mạng chung Vừa qua căng tay dính diễn trở thành hạt giống đạo, công đức này lớn rồi. Sức mạnh niệm Phật của chúng ta. Hiện nay chúng ta dùng sống để nói mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Cái sức niệm này chính là sống. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh thì sống này Vô cùng thù thắng Tuy người chết rồi Nhưng ý thức của họ vẫn còn Họ còn phải đi đầu thai Chúng ta nói A-lại gia thức vẫn còn Chỗ này nói làm cho danh hiệu thấu giàu, ổn thức, nghe biết. A à, là gia thức để dẫn hoạt động. Hoạt động thì nó cũng đang có sống. Sống này của chúng ta có thể tạo ra tác dụng cảm ứng, đạo giao dưới sống của họ. Đây chính là gia trì. Vậy là họ nhận được lợi ích. Giúp họ gieo trồng hạt giống Phật vào trong A là gia thức của họ Sức mạnh của hạt giống mạnh hay yếu Là do ở người niệm của chúng ta Người niệm Phật chúng ta rõ lý Niệm niệm tương ưng Thì sức mạnh của hạt giống này vô cùng mạnh mẽ nếu như chúng ta không rõ đạo lý này, cũng chắp tay rất cung kính niệm một tiếng Nam mô A Di Đà Phật này. Thì sức mạnh này sẽ tương đối yếu. Có lợi ích hay không? Có. Nhưng đời này không nhận được. Đây là nói một số phương thức tu phước của chúng ta. Đây chỉ nêu ra vài thí dụ. thị chư chúng sanh sở tạo ác nghiệp kế kỳ cảm quả tất đọa ác thú chữ kế chính là chúng ta quan sát khách quan chúng ta suy nghĩ thấy nghiệp mà họ đã tạo trong đời này bạn biết được nhân thì bạn sẽ biết được quả báo trong tương lai phật nói rất hay muốn biết quả đời sau xem tạo tác ngày nay nghiệp mà họ tạo tác trong đời này là gì suy nghĩ xem tương lai phải rơi vào trong cõi nào nếu như họ tạo ác nghiệp nhiều thì chắc chắn đọa đường ác Ác đạo bao gồm ba đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Một người học Phật Quan sát thì sẽ thấy rất rõ ràng Từ tập tánh Thị hiếu hành vi tạo tác Đối nhân xử thế của người này Là có thể phán đoán Tương lai họ sẽ đi về cõi nào Duyên thị quyến thuộc vị lâm trung nhân tu thử thánh nhân Thánh nhân là nói cúng dường phật bồ tát cúng dường phật bồ tát các vị đặc biệt phải biết tuyệt đối không phải cúng dường ở trên sự cúng dường trên sự tướng nếu bạn được quả báo thù thắng này thế thì chẳng phải trở thành hối lộ hay sao có tội nghiệp tặng cho phật bồ tát nhiều lễ vật một chút Ngài sẽ phù hộ ngay Việc này không những không có phước Mà còn tạo tội nghiệp nặng thêm Vì sao vậy? Trong ý nghĩa của chúng ta đã xem Phật Bồ Tát Cũng như là tham quan ô lại rồi Bạn nói thử xem cái tội này của bạn nặng hay không Không những không có giúp ích cho người chết Trái lại làm cho tội nghiệp của họ nặng thêm Cho nên nhất định phải biết Phía sau của hình thức Nó có tượng trưng Có công phu tu trì ở trong đó không những bản thân chúng ta Y giáo phụng hành Giả lại Pháp tượng trưng Còn có thể khuyên bảo đại chúng tu hành Đúng như Pháp Thì công đức này là lớn rồi Thánh nhân là nói từ chỗ này Tội nghiệp của họ Mới có thể tiêu diệt được Cách mà quan mục nữ và bà la môn nữ làm ở phía trước đó là tấm gương tốt chúng ta cần quan sát thể hội cho thật kỹ cách tu của họ là như thế nào xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây nhược năng cánh vị thân tử chi hậu thất thất nhật nội quảng tạo chúng thiện Năng sử thị chư chúng sanh Vĩnh ly ác thú Đắc sanh nhân thiên thọ thắng diệu lạc Hiện tại quyến thuộc lợi ích vô lượng Đây chính là nói con người Sau khi chết rồi Ở trong phong tục tập quán hiện nay Có cúng thất Nguồn gốc của cúng thất là ở chỗ này Vì sao phải cúng thất Cách cúng thất như thế nào mới thật sự có lợi ích đối với người đã mất đạo lý này chúng ta phải biết phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết đa số người sau khi chết rồi không phải lập tức liền đi đầu thai ngay Sau khi chết rồi họ còn có một khoảng thời gian Trong thời gian này gọi là trung ấm Dù bị mất thân người trong cõi người rồi Nhưng vẫn chưa đi đầu thai Trong khoảng thời gian này Phật nói ở trên kinh khoảng thời gian này Đại đa số người Thì 49 ngày bảy cái thất Đa số đều đi chuyển thế Xem hạnh nghiệp của họ Rơi vào cõi nào Thì họ sẽ đi thọ quả báo cõi ấy Trong khoảng thời gian này Mỗi 7 ngày Họ có một lần biến dịch sanh tử Cái sanh tử này ở nơi họ Mà nói là tương đối đau khổ Ta làm những việc Phật sự này Là để giảm bớt đau khổ cho họ làm tăng thêm phước lực cho họ Cho nên bảo bạn ở trong 7 lần 7 ngày này Quảng tạo chúng thiện Nếu như 7 lần 7 49 ngày Mỗi ngày đều tu phước lành cho họ Thế thì phước báo của họ sẽ lớn Người thế gian là đến 7 ngày tu một lần Tóm lại là tu tốt hơn không tu Nó thật ra là Trong 49 ngày Mỗi ngày phải tu Như vậy mới là chân thật giúp đỡ họ. Cái duyên này là vô cùng thuộc thắng. Người thân quyến thuộc hiện tiền phải hiểu rõ đạo lý này. Đây là ta và người, cả hai cùng có lợi. Và phương pháp tu phước. Phương pháp làm nói phía trước rất hay. tụng kinh niệm phật hồi hướng cho họ đây là việc làm có lợi ích nhất tu phước rộng tu tạo nhiều phước lành ở trong đây bao gồm rất nhiều rất nhiều thế nhưng lấy tụng kinh niệm phật hồi hướng làm chủ nếu như họ có năng lực đem tài vật mà người chết còn để lại rộng làm việc bố thí thì phước báo của họ sẽ càng lớn thêm nữa chúng ta cũng cần phải hiểu phải biết người thân quyến thuộc có thể làm thay cho họ thị cố ngã kim đối phật thế tôn cặp thiên long bát bộ nhân phi nhân đẳng khuyên ư diêm phù đề chúng sanh lâm chung chi nhật thận vật sát hại cặp tạo ác duyên bái tế quỷ thần cầu chư võng lượng đây là bồ tát địa tạng đại từ đại bi nói ra cho chúng ta biết những chân tướng sự thật này sau đó chúng ta mới biết rất nhiều những cách làm trong nhân gian thật là vô cùng bất lợi đối với người đã mất thật sự là hoàn toàn không giúp ích gì cho họ Mà còn tăng thêm tội nghiệp Cách làm này là rất tàn khốc Bồ Thế Tát Ở trước Thế Tôn Trong hội chúng còn có Hàng trời rồng tám bộ chúng Người với phi nhân dân dân Để họ làm chứng kiến chứng minh lời bồ tát địa tạng nói ra từng câu đều chân thật tại vì sao ngài không nói chư phật như lai và đại bồ tát đến làm chứng kiến chư phật như lai đại bồ tát biết rõ họ biết quá rõ ràng rồi để cho những chư thiên quỷ thần này đến để làm chứng minh nhằm khuyên chúng sanh cõi diêm phù đề phải cẩn thận trong những ngày lâm chung Tuyệt đối không được sát sanh Tuyệt đối không được tạo ác duyên Cho nên người qua đời Phải lo hậu sự cho họ Phải mời người thân quyến thuộc bạn bè thân thích của họ Trong lúc hội tụ có rất nhiều đám là sắc xanh ăn thịt cúng tế quỷ thần đây đều là tạo tội nghiệp đây là điều chúng ta thường hay thấy ở mọi lúc mọi nơi Nếu chúng ta muốn cầu phước cho người đã mất nhưng lại đi giết hại chúng sanh để cúng tế. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ xem, có phải là sợ người mất này lúc còn sống tạo nghiệp sát vẫn chưa đủ nên tạo thêm cho họ một chút nữa, thế thì chẳng phải là ý này hay sao? sợ họ đọa lạc còn chưa đủ sâu nên nhấn cho họ xuống sâu thêm một chút nữa là làm chuyện này vậy là hoàn toàn sai lầm rồi đạo lý này cần suy nghĩ nhiều thêm phía dưới đây mới nói ra đạo lý tại vì sao như vậy Tại vì sao không được phép giết hại Tại vì sao không được phép tạo tác ác duyên Hà dĩ cố Nhĩ sở sát hại Nảy chí bãi tế Vô tim hào chi lực Lợi ích vong nhân Đoạn kết tội duyên Chuyển tăng thâm trọng Lời khai thị này Chúng ta nhất định không được lơ là Phải nhớ cho thật kỹ bởi vì sự việc này chúng ta thường hay gặp phải nên nhất định phải giảng rõ ràng giảng minh bạch để cho họ giác ngộ cúng tế quỷ thần thật sự không có giúp ích gì cho người chết cả nhất định không được khởi vọng tưởng nghĩ rằng họ tạo tác tội nghiệp chúng ta cúng tế quỷ thần thì quỷ thần sẽ tha thứ cho họ quỷ thần sẽ miễn xá cho họ không có đạo lý này rồi thế gian có thể có một số người tham ô hối lộ chứ ở trong quỷ thần không có lời trong sách xưa nói thông minh chánh trực đó là thần những người nịnh hót quỷ thần hối lộ quỷ thần này hy vọng quỷ thần có thể tha thứ miễn xá đây là loại tâm lý sai lầm đây là hành vi phạm tội làm gì có thể nhận được sự giúp đỡ chứ cho nên cách làm này chỉ có kết thêm tội duyên người hiểu rõ đạo lý này việc hôn lễ đám tang ăn mừng tiệc vui trong thế gian của chúng ta trong những buổi yến tiệc này tuyệt đối không được sắc sanh Sát sanh đó chính là hai câu nói này Chỉ có kết thêm tội duyên của người đó Làm cho càng thêm sâu nặng hơn mà thôi Trong bộ kinh này nói rất nhiều và rất tỉ mỉ Ngày sanh nhật Mừng thọ Bạn hy vọng trường thọ Bạn giết hại những chúng sanh này Bạn có thể được trường thọ hay sao? Con người có cái khổ già, có khổ bệnh Lúc lâm chung Chúng ta không nở lòng Nhìn thấy cái hiện tượng khổ đó Tại vì sao họ lại có những hiện tượng đó vậy? Do họ không hiểu đạo lý Trong đời họ chỉ biết kết tội duyên với chúng sanh cho dù là trưởng giả rất giàu có của thế gian cũng không thể tránh khỏi khi người nhà giàu có chết họ tạo tác đủ thứ nghiệp chướng chính mắt chúng ta trông thấy Gia tộc giàu sang quyền thế khi chết Đều là bị bệnh khổ Trong thời gian rất dài Hiện nay gọi là Chứng xa xuất trí huệ người già Đến thời kỳ cuối Là không còn biết gì nữa Người thân quyến thuộc cũng không nhận ra mê hoặc điên đảo ở trong tình trạng này họ sẽ đi về đâu đương nhiên là ba đường ác rồi cả đời có phát đạt có huy hoàng đi nữa sau khi chết đi đọa ba đường ác bạn nói xem họ có thành tựu gì không bằng một người nghèo khổ thế gian, thật thà niệm phật, mà tiền đồ của người ta là đi làm phật ở thế giới tây phương cực lạc, đâu có thể sánh với người ta được chứ? Cho nên bạn ở thế gian có tài sản muôn ức cũng không thể sánh bằng người nghèo khó niệm phật giảng sanh, không thể sánh bằng. Chúng ta nhìn thấy người ta Biết trước giờ đi Tự tại giảng sanh Không có bệnh khổ Đứng giảng sanh Ngồi giảng sanh Đây là phước báo chân thật Đây mới là hưởng thụ cao nhất Của đời người lúc lâm chung sợ nhất là mê hoặc điên đảo một khi lâm chung mê hoặc điên đảo thì ngay cả trợ niệm cũng không thể giúp được gì trợ niệm nhất định là người này lúc đi thì thần trí sáng suốt cho đến lúc nhất hơi thở cũng sáng suốt không bị mê hoặc thì việc trợ niệm này là có giúp đỡ rất nhiều họ có thể nhất tâm niệm phật thì chắc chắn được sanh tịnh độ cho nên chính bản thân chúng ta phải nghĩ đến tương lai khi mình lâm chung có bị mê hoặc điên đảo hay không nếu muốn mình lâm chung không bị mê hoặc điên đảo nhất định phải tu phước chúng ta gọi là ngũ phước điều cuối cùng của ngũ phước Dùng cách nói hiện nay để nói là chết lành Đó thật sự là có phước Chết lành thì nhất định sẽ sanh lành Tức là nói đời sau bạn đầu thai nhất định là cõi lành Đây là đạo lý nhất định Nếu như lúc chết mê hoặc điên đảo Thì không có phần ở cõi lành Từ đó cho thấy Chúng ta ở trong đời Tuyệt đối không kết oán thù với chúng sanh Tuyệt đối Không được phép làm tổn hại một chúng sanh nào Chúng sanh đều là phàm phu Bạn làm tổn hại họ, họ ôm hận ở trong lòng Họ dính diễn không quên Đợi có cơ hội sẽ trả thù Hoàn hoàn tương báo không bao giờ dứt. Không những không được phép giết hại chúng sanh Mà khiến chúng sanh sanh phiền não Cũng là tội lỗi Ta khiến chúng sanh sanh phiền não Thì chúng sanh sẽ khiến ta sanh phiền não Hoàng oan tương báo Cho nên muốn thuận bườm xuôi gió trên đường bồ đề Thì phải nhớ kỹ hai câu này Không được phép kết oán với người khác Phật dạy chúng ta Khi tiếp xúc với đại chúng Phải ôn hòa, nhã nhặn Chúng ta phải thường suy nghĩ là Chúng ta dùng thái độ gì đối với người Thì người ta sẽ dùng thái độ ấy đối với ta Những gì mình không muốn Thì đừng đem cho người khác Hàm nghĩa Ở trong đây Rất sâu, rất rộng Xem tiếp đoạn này dưới đây Giả sử lai thế Hoặc hiện tại sanh Đắc hoạch thánh phần Sanh nhân thiên trung Duyên thị lâm chung Bị chư quyến thuộc Tạo thị ác nhân việc lệnh thị mệnh Trung nhân Ương lũy Đối biện Vãng sanh thiện xứ Đoạn này nói rất hay Đây là sự thật Giả sử lai thế là nói người sắp mạng chung Đã chết rồi Sau khi chết rồi Đó chính là thuộc về đời sau Hoặc hiện tại sanh Là người này vẫn chưa dứt hơi thở Nhưng mà người này lúc còn sống là người thiện, là người tốt Bản thân không có tạo tác tội nghiệp gì Bởi vì người thân quyến thuộc của họ sát sanh Cúng tế Lễ bái những quỷ thần này Cầu các loài quỷ quái Quỷ quái là tà thần, tà đạo Lúc bệnh nặng, nguy hiểm rồi Cầu những quỷ thần này đến giúp đỡ Không biết được việc họ tạo là tội nghiệp Sát sanh cúng tế Sát sanh là vì người bệnh này vốn dĩ Là họ có thể sanh về cõi lành Được sanh vào cõi nhân thiên Họ sanh về cõi lành Bởi vì người thân quyến thuộc Tạo những tội nghiệp này Nên họ Phải gánh lấy tội nghiệp đó Họ phải đến chỗ vua Diêm La để biện luận Cho nên bỏ lỡ việc sanh giàu cõi lành Là vãng sanh thiện xứ Nếu như đã dứt hơi thở rồi Họ còn phải biện luận ở chỗ vua Diêm La Nên bỏ lỡ thời gian họ sanh về cõi lành Nếu như chưa có dứt hơi Họ phải chịu nhiều thứ đau khổ trên giường bệnh vì thần hồn của họ đang ở đó biện luận đây là thật không phải là giả cho nên người học phật lúc lâm chung đó là thời khắc mấu chốt của chúng ta người thân quyến thuộc chăm sóc xung quanh bạn nhất định phải biết đạo lý này tuyệt đối không được làm sai cho nên hiện nay trong quyển Lâm Trung nên biết Lúc xưa sách này có tên là Sức Trung Tân Lương Văn tự tương đối sâu Người hiện nay không dễ gì xem hiểu được Cho nên dùng văn bạch thoại Viết lại Quyển sách nhỏ này rất quan trọng Người thân quyến thuộc Trong lúc bệnh nặng nhất định phải đưa cho mỗi người trong gia đình đọc đều phải hiểu rõ làm thế nào để tiễn đưa người chết tiễn đưa người chết đúng như lý như pháp và thật sự giúp đỡ họ cách thức tiễn đưa người chết trong thế tục có rất nhiều vấn đề chúng ta đọc kinh này bản thân cần tư duy thật kỹ suy nghĩ xem phật nói có đạo lý hay là người thế tục làm có đạo lý phải bình lặng tỉ mỉ mà tư duy quan hệ với lợi hại được mất ở trong đây quá lớn một khi đọa vào đường ác Thì thời gian được tính bằng kiếp Trên kinh thường nói vô lượng kiếp Đáng sợ biết bao Nếu như chúng ta yêu thương người thân quyến thuộc Thì làm sao có thể Nỡ lòng để cho họ đọa ba đường ác chứ Cho dù họ tạo tác ác nghiệp Chúng ta cũng tìm phương pháp Khiến cho họ từ trong ba đường ác Sớm được siêu sanh mà thoát ra Làm sao có thể nở lòng để cho họ đọa ác đạo được chứ Bên dưới nói Hà hướng lâm mệnh chung nhân Tại sanh vị tầng hữu thiểu thiện căn Các cứ bổn nghiệp tự thọ ác thú Hà nhẫn quyến thuộc Cánh vi tăng nghiệp Hướng hồ Người sắp mạng chung này Trong lúc sanh tiền Làm việc thiện ích Cả đời tạo tác Việc ác nhiều Thiện ích Sức của ác mạnh Sức của thiện căng Yếu ớt Các cứ bổ nghiệp Tự thọ ác thú cho nên chúng ta ở nhân gian hiện nay nhìn thấy là mang thân người nếu quan sát tỉ mỉ hơn họ có phải là người hay không trong sách tả truyện của trung quốc nói con người bỏ đi đạo thường thì yêu quái hưng thịnh cái ý này giải thích thế nào nếu con người bỏ đi đạo làm người Thì cái thân này là yêu ma quỷ quái Không phải là người Thường là gì? Thường chính là ngũ giới Nho gia nói Thường là nhân lễ Nghĩa trí tính Nếu người này bất nhân bất nghĩa Không giữ lễ không nói đến chữ tín Thì người này chính là yêu ma quỷ quái Không phải người Hiện nay là giống hình dạng của một con người Sau khi chết rồi sẽ vào tam độ Cho nên chỗ này nói Đều theo ác nghiệp của họ Đã gây tạo mà tự phải xa đọa vào ác đạo Người thân quyến thuộc Sao nở lòng dẫn tạo những ác nghiệp này để cho họ phải gánh chịu. Vậy là quá đổi sai lầm. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này A Di Đà.